Rồi. Sao bên mặt ngồi vậy hoài đó, sao đâu mặt lên bàn ngồi bình thường, ngồi với sofa là phải đứng đó, không cho ngồi bàn. Thành niên các hương hàng một cục mà cắt ra làm đôi, bây giờ phải đi sửa hàng. Quay đi rồi ấy vậy ít không à, gì lưu ít không xúc toàn trượt. Ủa da hồ sáu lá mình chảy năm lá thôi, mình cắt hai đâu mình cắt nữa để rồi mất công cắt lại, thấy không, mình cắt rồi con đi chơi, thấy không. Từ từ chưa bấm. Ờ đúng rồi, có rồi đây cái cục này chạy xong vậy là nó ảnh cắt ngang chơi vậy đó, ghê không. Cái ghê quá. Đây là thanh niên này đang ngồi cắt trên bàn nữa, kỹ thuật cắt cao với rồi ngồi được. Chưa mày cắt chưa. Dự mong nghe.